Ok, chào anh em quay trở lại với kênh. Đã tiếp tục chương trình chia sẻ các dòng khuôn đúc Vinke. Em xin giới thiệu chi tiết các mã cho các mọi người, cũng như là giới thiệu những cái mẫu khuôn cơ bản nhất cho mọi người dùng. Thì trên màn hình các bạn đang quan sát thì đây là một cái Vinke H7 đó, và kèm theo khuôn H7 và khuôn V2. Khuôn H7 này có kích thước là 7cm, 7 phân, dùng cho sắt sàn lớp 2, và con Vinke 2025 đó. Thì hai con này kết hợp đi với nhau là tạo nên sắt sàn hai lớp cho mọi người. Khi mọi người kê thì chúng ta sẽ kê, nếu mà kê song song thì chúng ta sẽ đặt như này đó, và chúng ta nếu mà chúng ta sẽ đi sắt sàn hai lớp sole thì chúng ta sẽ đặt sole ra đó. Rồi như các bạn thấy thì đây là viên H7 đây, và ngoài ra thì bên em còn rất là nhiều dòng khuôn, như là từ H6 đến H7 và từ V2 đến V3, tức là nó V2 của nó, tức là V2 của nó là từ 20 cm, tức là 20 và 25, tức là 2 phân và 2 phân rưỡi. Đó, đây cái chiều đáy từ mặt nền lên đây là 2 phân rưỡi, và cái rãnh sâu hơn thì từ mặt nền, từ mặt sàn lên đến góc điểm kê sắt là 2 phân. Đó, và con H7 này từ mặt sàn lên trên này là 7 phân. Đó, thì nó ký hiệu là H7 mọi người nhá. Đó, khuôn, trên cái dòng khuôn thì khuôn này thì được làm bằng nhựa ABS rất là bền bỉ cho mọi người. Khi mọi người làm va đập thì nó không ảnh hưởng gì cả, mà cái dòng này dòng làm chất nhựa ABS thì mình ra khuôn rất là dễ. Khi mà chúng ta ra khuôn thì chúng ta sẽ có những cái viên góc cạnh như này rất là mịn màng đây. Đây cho mọi người xem mình đã đổ con H7 cho mọi người xem đây. Đó, thì anh em mua khuôn thì mình sẽ phổ biến qua cái công thức và cách ra khuôn cho mọi người. Đó, đây anh em nhìn này, rất là tuyệt vời luôn, rất mịn màng bóng bẩy luôn. Anh em nào có nhu cầu về các dòng khuôn đúc Vinke, đây là khuôn đúc nhá, Vinke đây, thì có thể là gọi điện cho em Thanh qua tấm biển trên màn hình đó, thì em sẽ tư vấn kỹ hơn cho mọi người. Ok, chào anh em nhé.